Bây giờ là cái bài ngày hôm nay là cô sẽ hướng dẫn cách viết phương trình điện ly các chất. Các em biết này, sự điện ly là sự phân ly thành ion của một chất khi tan vào dung môi. Thì ở đây dung môi thường dùng là nước. Thì đối với dung môi thường dùng là nước thì những chất điện ly gồm là axit bazơ và muối. Mà axit bazơ và muối được chia thành hai loại là chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu. Đối với chất điện ly mạnh thì khi viết phương trình điện ly ta dùng mũi tên một chiều. Còn đối với chất điện ly yếu thì ta dùng mũi tên hai chiều. Bây giờ cô sẽ đi vào điện ly axit. Thì mình lưu ý axit á. Điện ly axit á là axit nào mà là axit mạnh thì nó sẽ điện ly mạnh, còn axit nào mà là axit yếu thì sẽ điện ly yếu. Tức là mình cần chú ý này, axit mạnh thì điện ly mạnh, mà axit yếu thì điện ly yếu. Cái thứ ba là khi điện ly thì mình cần phải chú ý axit đa nấc và axit một nấc. Nói nôm na là axit đa nấc có nghĩa là nó có nhiều hydro trong công thức, có nhiều nguyên tử hydro trong công thức. Nhìn về axit vô cơ là nhìn như vậy là cho nó dễ hình dung. Bây giờ nghe, HNO3 là một axit mạnh nên dùng mũi tên một chiều. Nó phân ly thành H cộng. Nếu mà H cộng thì phần còn lại sẽ là mang điện tích âm, NO3 trừ. Vì sao 1 cộng cộng 1 trừ thì ra bên này là không mang điện tích. Tương tự HF, HF là một axit yếu cho nên cô phải dùng mũi tên hai chiều. Ra H cộng, vậy phần còn lại sẽ là F trừ. Thứ ba là axit HNO2. Mình biết là HNO2 là một axit yếu, nó là axit một nấc, tạo thành H cộng cộng NO2 trừ. Ví dụ H2O4 chất điện ly mạnh, H cộng cộng SO4 hai trừ. Ở đây 2 H cộng, gốc này H trị 2 là 2 trừ. Lưu ý là cái H2O4 thực chất là nó điện ly từng nấc, thực chất là điện ly từng nấc. Và nấc thứ hai là nó hơi yếu hơn nấc thứ nhất. Nhưng mà H2O4 là một axit mạnh nên người ta quy ước là cái nấc thứ hai cũng điện ly hoàn toàn luôn, chứ thực tế là nấc thứ hai nó hơi yếu hơn so với nấc thứ nhất. Bây giờ mình xét về axit đa nấc, ví dụ H3PO4. H3PO4 là một axit trung bình. Nó là một đa axit cho nên đầu tiên là dùng mũi tên hai chiều này. Mỗi nấc điện ly là mất 1 H cộng. Vậy phần còn lại là H2PO4 sẽ mang dấu trừ. Rồi lại lấy tiếp cái H2PO4 trừ điện ly tiếp. Mỗi nấc là mất 1 H cộng. Còn lại HPO4 2 trừ. Rồi HPO4 2 trừ lại dùng để điện ly tiếp, tạo thành H cộng cộng PO4 3 trừ. Như vậy H3PO4 là điện ly 3 nấc. Chính vì điều này người ta nói H3PO4 là axit 3 nấc. H3PO4 là axit 3 nấc. Thứ hai là trong dung dịch H3PO4 nó sẽ có mặt ngoài H3PO4. Nhớ nghe, chất nào mà điện ly yếu là điện ly không hết, cho nên là có mặt cả cái chất đó. Rồi nó còn có tất cả những ion, ví dụ H cộng, H2PO4 trừ, HPO4 2 trừ và PO4 3 trừ. Đó là nó có mặt hết. Lưu ý,
axit phosphor H3PO3. Mình nhìn H3PO3 với lại H3PO4 là nó đều có 3 hydro. Nhưng H3PO3 là axit hai nấc. Nghĩa là nó chỉ điện ly hai nấc thôi. Nấc thứ nhất ra 1 H cộng và H2PO3 trừ. Sau đó H2PO3 trừ điện ly tiếp ra H cộng cộng HPO3 2 trừ. Và cái gốc HPO3 2 trừ nó không bị điện ly nữa. HPO3 2 trừ không bị điện ly. Vì vậy H3PO3 người ta gọi là gì? Là axit mấy nấc? Hai nấc. Và một lưu ý thứ hai là trong dung dịch H3PO3 có những có mặt cái nào? Có mặt cái nào thì mình biết rồi đúng không? Có H3PO3 là đương nhiên, nước thì không tính nha. Có H cộng, có H2PO3 trừ, có HPO3 2 trừ. Đúng chưa? Và một chú ý thứ ba là cái muối, muối nào mà có chứa HPO3 2 trừ á thì đó không phải là muối axit. Xí nữa mình sang phần muối axit thì mình biết đó, là hầu như các em học sinh nó khi nhìn vào cái gốc muối mà còn hydro thì đều nói đó là muối axit. Lưu ý rằng cái muối mà có chứa gốc HPO3 2 trừ thì không phải là muối axit. Rồi về điện ly của axit hữu cơ. Những axit hữu cơ, ví dụ CH3, COOH, thì khi điện ly các em lưu ý phần hydro mà bị điện ly là nằm phía sau này. Cho nên có sẽ ra này H cộng. Các axit hữu cơ hầu như là axit yếu. Ra CH3, CO trừ. Đó. Như vậy là ví dụ HCOH axit formic này. Cái này là axit acetic. Còn này là axit formic. Thì điện ly ra thành gì? H cộng. Phần còn lại sẽ là HCOO trừ. Bây giờ điện ly bazơ thì bazơ nó cũng tương tự như vậy thôi. Là những bazơ nào tan thì nó sẽ là chất điện ly mạnh. Còn bazơ không tan sẽ là những chất điện ly yếu. Đối với những bazơ tan, tức là chất điện ly yếu, nếu nó có nhiều nhóm OH thì nó sẽ điện ly từng nấc một. Bây giờ ví dụ nào OH điện ly thành A cộng và OH trừ. Điện ly mạnh thì dùng mũi tên một chiều. Ví dụ BaOH 2 lần, điện ly mạnh mũi tên một chiều, ra Ba2 cộng cộng OH trừ. Nhưng nếu là ba yếu, ví dụ COOH 2 lần, thì phải điện ly từng nấc, mỗi nấc ra một OH trừ. Này trừ thì này thành cộng. Sau đó nó lại tiếp tục điện ly. Vứt một OH trừ nữa. Và lúc này đồng không còn mang OH trừ nữa, thành CO2 cộng. Đồng ý chưa? Ví dụ nhé, BaOH 3 lần đi. Vứt từng nấc một nha. Nấc thứ nhất một OH trừ, thì còn lại lấy BaOH 2 lần mang dấu cộng. Rồi FeOH 2 lần mang dấu cộng, lại vứt một OH trừ. Còn lại gì? FeOH tăng lên thành 2 cộng. Cái này ra một trừ, này tăng lên một dương. FeOH 2 cộng, lại vứt một OH trừ. Thì còn lại đó. FeOH 3 lần sẽ điện ly 3 nấc.
Rồi một chú ý, NH3. NH3 là một bazơ không có nhóm OH. Cho nên khi viết phương trình điện ly, các em nhớ cộng thêm nước vào. Nó là một bazơ yếu. Hành NH4 cộng, cộng với OH trừ. Tương tự đối với những loại amin bậc 1, ví dụ RNH2, tính chất điện ly nó cũng sẽ giống như ammoniac. Nhớ nghe cái này là ammoniac nha. Thành RNH3 cộng, cộng với OH trừ. Bây giờ cô đi sang muối. Muối thì muối nào tan, muối nào tan thì nó sẽ điện ly mạnh, mà muối nào không tan thì nó sẽ điện ly yếu. Thứ nhì là nếu mà gặp muối axit thì sau đó cái gốc axit còn chứa hydro nó phải điện ly tiếp. Ví dụ là ACL là muối tan, điện ly thành Na cộng, cộng Cl trừ. Gốc axit không có hydro không bị điện ly. Vậy là xong. Ví dụ BaSO4 là muối không tan, điện ly hai chiều. Ra Ba2 cộng, cộng SO4 2 trừ. Như vậy là cái gốc SO4 2 trừ không có hydro, không điện ly. Ví dụ NaHSO4 muối tan, điện ly một chiều, ra Na cộng, cộng HSO4 trừ. Sau đó gốc HSO4 trừ sẽ điện ly tiếp thành H cộng, cộng SO4 2 trừ. Cái này là cô ghi theo đúng quy tắc của sách giáo khoa ha. Chứ còn sau này khi thực tế là khi làm toán là ví dụ hợp chất NaHSO4 là mình có thể coi như, nếu mà làm toán là mình có thể coi như nó gồm ion Na cộng, H cộng và SO4 2 trừ. Vì cái nấc này thực tế nó điện ly yếu là yếu hơn so với cái nấc ban đầu thôi. Và người ta quy ước là cái nấc thứ hai của axit sulfuric cũng là điện ly mạnh. Nhưng mà vì trong cái phần ghi chú phía dưới của sách giáo khoa là người ta viết HSO4 trừ điện ly hai nấc, cho nên cô cũng viết giống như vậy. Bây giờ muối thứ ba, ví dụ KHSO3. Các em thấy đây là muối tan cho nên điện ly thành ion kim loại và gốc axit HSO3 trừ này. Cái gốc axit này là còn hydro cho nên điện ly tiếp HSO3 trừ thành H cộng và SO3 2 trừ. Nhớ H là H cộng, một H cộng thì giảm một âm. Ví dụ KH2PO4, muối này là muối tan, điện ly một chiều là ra cả cộng và gốc H2PO4 sẽ mang dấu trừ. Đây là gốc axit còn hydro cho nên điện ly tiếp H2PO4 trừ, điện ly hai chiều ha, ra H cộng và gốc HPO4 2 trừ. Cái này giống như cái khi mà điện ly từng nấc của axit nha. Rồi HPO4 2 trừ, điện ly tiếp ra H cộng, cộng PO4 3 trừ. Như vậy là trong cái dung dịch KH2PO4 là nó có mặt ion K cộng nè, H2PO4 trừ nè, H cộng nè, HPO4 2 trừ và PO4 3 trừ. Đó, nó có mặt tất cả ion nhưng không có mặt chắn đi vì nó điện ly hết rồi. Bây giờ gốc KH2PO3. Cái này là muối tan điện ly thành K cộng và HPO3. À cái này là K2HPO3 chứ. Là ra 2K cộng và HPO3 2 trừ. Cái gốc này là gốc axit còn hydro, nhưng khi nãy cô đã nói ở phía trên đây là gốc này không bị điện ly, cho nên á, cho nên là K2HPO3 chỉ điện ly tới đây thôi chứ không đem cái gốc HPO3 2 trừ đi điện ly tiếp.
Và vì vậy cái K2HPO3 người ta không gọi nó là muối axit đấy, nó là muối trung hòa. Hai cái muối KHSO3 này rồi KH2PO4 mới là muối axit này đó, còn cái muối K2HPO3 là không phải là muối axit. Được chưa? Tương tự cái muối KH2PO3 thì nấc đầu tiên là K cộng và H2PO3 trừ. Đó, và cái gốc này điện ly tiếp. H2PO3 trừ điện ly thành H cộng và gốc HPO3 2 trừ. Rồi tới đây là dừng, stop. Không bị điện ly nữa. Rồi tương tự nghe NH4Cl muối ta, muối amoni điện ly thành gốc NH4 cộng và Cl trừ. Và lưu ý là cái gốc NH4 cộng đi không có sách ra điện ly tiếp thành N3 trừ với H cộng đâu nha. Nhiều bạn là đem cái gốc NH4 cộng đi điện ly tiếp á. NH4 cộng là một ion nha. Không phải là thấy có hydro có điện ly tiếp đâu nghe. Nó không phải là gốc axit. Đâu hỉ? Nó là gốc cation mang điện tích dương nè, không phải là gốc axit mang điện tích âm và điện ly đâu nghe. Tương tự NH4HCO3 điện ly ra cái gì? Muối ta. Tất cả muối có chứa gốc NH4 là đều ta hết, NH4 cộng và HCO3 trừ. NH4 cộng không bị điện ly nhưng mà HCO3 trừ là gốc axit. Còn hydro điện ly tiếp. Ra H cộng và CO3 2 trừ. Được chưa? Cô dùng dấu ngoặc đây là để cô xác định là đây là điện ly, các phương trình điện ly dành cho một chất hòa tan trong dịch. Để các em nhìn khỏi bị lộ. Bây giờ điện ly phức chất nè. Các em nhìn những hợp chất có dấu ngoặc vuông như vậy nè thì chúng là phức chất. Mà phức chất thì điện ly rất là đơn giản, mình sẽ điện ly là mình tách cái phần ở nằm trong ngoặc và phần ngoài ngoặc. Đầu tiên là tách trong ngoặc, như vậy là cô sẽ được Cl trừ. Vậy cái phần trong ngoặc sẽ là gì? Chỗ cộng. Sau đó cô sẽ tách cái phần trong dấu ngoặc. Mũi tên 2 triệu. Là cái phần trong dấu ngoặc là NH3 không mang điện tích. Vậy phần điện tích 1 cộng nó sẽ dành cho bạc Ag cộng. Vậy là xong cái phần điện ly của muối axit bazơ. Ngoài ra nó còn có một phần vô cùng quan trọng, đó là phương trình điện ly của hydroxit. Và các em biết đó là hydroxit lưỡng tính. Hydroxit lưỡng tính mà mình thường gặp nhất đó là AlOH 3 lần và ZnOH 2 lần. Thì mình có là AlOH 3 lần là lưỡng tính thì nó sẽ phân ly theo hai kiểu, là phân ly kiểu axit. Phân ly kiểu axit có nghĩa là khi đó nó đóng vai trò là axit. Mà khi đóng vai trò là axit thì AlOH 3 lần phân ly như sau. AlO2 trừ cộng H3O cộng. Còn phân ly kiểu bazơ thì các em biết rồi, mỗi nấc sẽ mất một OH trừ. Trong sách giáo khoa là người ta viết gộp luôn, nhưng mà đây cô viết từng nấc sẽ ra một OH trừ và AlOH 2 lần cộng. Tiếp tục AlOH 2 lần cộng, lại điện ly cho ra một OH trừ và AlOH 2 cộng. AlOH 2 cộng điện ly cho ra OH trừ cộng Al3 cộng. Đó. Đó là đối với AlOH 3 lần. Còn đối với ZnOH 2 lần thì sao? Cô viết gộp luôn nha. Phân ly kiểu axit là ZnOH 2 lần
phân ly kiểu axit là sẽ cho ra 2H cộng và ZNO2 2 trừ, phân ly kiểu bazơ. Cô viết gộp nha. Là nó sẽ cho ra gì? Vứt hết OH trừ luôn. Cộng ZN 2 cộng. Đó. Như vậy là cô đã nói xong về cái cách viết phương trình điện ly. Nếu có gì thắc mắc thì các em nhớ hỏi. Chúc em học tốt môn hóa học.